đây. Sếp muốn tuổi cho em đi. À, sếp nhá em nhiều lắm. Sếp mua tuổi cho em 50.000. Gì thế? Em mừng tuổi sếp. Em chúc Tết sức khỏe. Cảm ơn em, bây giờ em đi làm đi. Hãy đón xem con bé này mừng tuổi mình bao nhiêu. Nhìn, mình mở ra cho các bạn xem nhé. Wow, nó mừng tuổi mình 500.000. Mà mình mừng tuổi nó 50.000. Mình thật là xấu hổ. 500.000 các bạn ạ. Các bạn nhớ nhé, đừng bao giờ coi thường người khác nhé, biết chưa?